Ngày 29 tháng 12 theo giờ địa phương, Pelé, cầu thủ vĩ đại người Brazil đã qua đời sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, thọ 82 tuổi. Sự ra đi của cầu thủ duy nhất, 3 lần mang chiến thắng World Cup về cho đất nước, đã được đăng trên trang Instagram chính thức của ông. Bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo, nơi Pelé điều trị những ngày cuối đời cho biết, ông qua đời vào lúc 3 giờ 27 phút chiều giờ địa phương do suy đa tạng, gây ra bởi ung thư ruột kết tiến triển kết hợp với các vấn đề sức khỏe trước đó. Từ tháng 9 năm 2021, sau khi phẫu thuật lấy khối u, Pelé đã phải ra vào viện nhiều lần để hóa trị. Được nhiều người, trong đó có cả các cầu thủ bóng đá, coi là cầu thủ vĩ đại nhất từ trước đến nay, sự ra đi của Pelé khiến người hâm mộ và các ngôi sao bóng đá bàng hoàng, dù đã theo dõi tình hình sức khỏe của ông. Siêu sao Brazil Neymar trên Instagram viết, Pelé đã thay đổi mọi thứ, mang tiếng nói đến cho người dân nghèo, cho người da đen và mang lại hình ảnh cho đất nước Brazil. Liên đoàn bóng đá Brazil viết, Pelé mang lại cho chúng ta một Brazil mới và chúng ta chỉ có thể biết ơn ông về di sản đó. Trước năm 1958, không ai biết đến Brazil. Ngay cả cái tên trên lá cờ cũng bị sai. Mario Zagallo đã yêu cầu họ sửa tên trên lá cờ đó. Chúng tôi đến Hindas, nơi ở của đội tuyển. Không ai biết Brazil là ai cả. Vì vậy, mọi thứ đều bắt đầu ở đây và nghĩ đến Thụy Điển là chúng tôi có một cảm giác đặc biệt. Năm 1970 là năm ghi dấu không thể quên đối với Brazil và bóng đá thế giới. Brazil ở World Cup 1970 tại Mexico là tập hợp của 11 vị tinh tú như Gerson, Tostao, Pelé, Carlos Alberto. Họ đã tạo nên sức mạnh không thể cản nổi. Thậm chí, nhiều người cho rằng Brazil của ngày xưa có thể chiến thắng mà chả cần đến bất kỳ đấu pháp nào. Chỉ cần để họ tự xếp đội hình ra sân cũng có thể chiến thắng. Và trên thực tế, chặng đường của Brazil ở World Cup 1970 đánh dấu bằng thành tích toàn thắng. Họ thắng trong cả 3 trận vòng bảng với Rumani, Anh và Tiếp Khắc. Hạ Peru ở vòng tứ kết, đánh bại Uruguay ở bán kết trước khi hạ gục nốt Italy ở trận chung kết với tỷ số 4-1. Tôi nghĩ sẽ rất khó, cực kỳ khó để thấy một đội tuyển khác như Brazil năm 1970. Chúng ta có thể thấy một đội tuyển quốc gia mới như Brazil 1982, nhưng để giành được chiếc cúp lại là một chuyện khác, bởi vì bạn phải nhận ra rằng có rất nhiều đội mạnh cuối cùng lại không giành chiến thắng. Đội tuyển năm 1970 đã giành chức vô địch World Cup lần thứ 3 cho Brazil. Là đội toàn thắng, chúng ta đã vượt qua tất cả các vòng loại, suốt 3 năm không có một thất bại nào. Chúng tôi đã trở thành nhà vô địch thế giới với thành tích bất bại. Vì vậy tôi nghĩ sẽ rất khó khăn để thấy một đội tốt hơn đội lúc đó. Tên khai sinh là Edson Arantes do Nascimento. Pelé được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới từ trước đến nay. Ông là cầu thủ duy nhất trong lịch sử từng chiến thắng tại 3 World Cups 1958, 1962 và 1970. Trong mùa cúp vô địch đầu tiên, ông là cầu thủ trẻ nhất thế giới từng ghi bàn trận chung kết. Ông chơi cho đội tuyển Brazil, các câu lạc bộ Santos và New York Cosmos. Ông là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Brazil với 77 bàn trong 92 trận. Sau sự nghiệp bóng đá, ông đảm nhiệm nhiều vị trí khác, trong đó có vai trò đại sứ thiện chí của UNESCO.